Trong xã hội hiện đại, sự thành công của một người thường được đánh giá bằng tiền tài và địa vị. Người giàu có hay có chức vụ cao luôn được xem là thành đạt và hạnh phúc. Lối suy nghĩ đó đã hằn sâu qua nhiều thế hệ. Và cứ thế, những đứa trẻ từ lớp này sang lớp khác được bố mẹ hướng theo con đường mà họ cho là đi đến thành công. Để rồi nhận những kỳ vọng, làm những công việc mà đôi khi không phù hợp và cũng không mang lại niềm vui hay sự hạnh phúc. Tôi được sinh ra vào lúc 5 giờ 15 phút chiều. Lúc 5 giờ 16 phút, cha tôi tuyên bố, con tôi sẽ trở thành một kỹ sư. Phan Percy, kỹ sư công nghệ. Và cuộc đời tôi đã được đóng dấu. Cuộc sống và Han được lập trình theo kỳ vọng và sự sắp đặt của cha mẹ. Lên đại học, cậu gồng mình để thi đỗ vào Học viện Cơ khí Hoàng gia vì áp lực của bố mẹ, dù đam mê mãnh liệt của cậu là nhiếp ảnh gia. Nhưng Farhan không đủ dũng khí để vượt qua bởi trước mắt anh là bức tường quá lớn, sự kỳ vọng của cha mẹ. Xuyên suốt bộ phim là những áp lực mà các bạn trẻ đã phải gánh trên vai từ sự kỳ vọng của gia đình. Thậm chí có người đã quyên sinh do không chịu nổi áp lực. Farhan đã thắc mắc tại sao không ai hỏi tôi thích gì, thay vào đó là con phải làm gì. Câu chuyện cuộc đời của Farhan cuối cùng cũng kết thúc có hậu khi cậu dám dũng cảm đứng lên và nắm bắt cơ hội của mình. Nhưng thông điệp xuyên suốt bộ phim đôi khi là sự kỳ vọng quá mức của cha mẹ đã trở thành áp lực và cản trở con đường theo đuổi đam mê của con mình. Vâng, câu chuyện từ bộ phim Ba Chàng Cốc nổi tiếng khắp toàn cầu bởi nó phản ánh đúng và chính xác về thực tế xã hội hiện tại, nơi mà các bạn trẻ đều dễ dàng đồng cảm và thấy mình trong các nhân vật. Ở đó, những kỳ vọng của cha mẹ trở thành vật đè nặng con cái trong chiếc hộp an toàn và con đường đi được vạch sẵn mà không quan tâm khả năng liệu con có thích hợp và đam mê điều đó. Sự kỳ vọng đôi khi khiến con cái phải gồng mình lên để làm hài lòng cha mẹ theo cách này hay cách khác. Em có một ước mơ là sau này sẽ trở thành người làm kinh tế. Bố mẹ em thì lại có một cái suy nghĩ khác. Bố mẹ em muốn em làm luật sư. Và em thấy là bố mẹ cũng khá là kỳ vọng về cái việc là sau này em sẽ đi theo mong muốn của bố mẹ. Thì bố mẹ em cũng có đặt những kỳ vọng nhất định là em phải có ước mơ sau năm nay. Tại vì em cũng chuẩn bị lớp 12, chuẩn bị thi đại học rồi. Nhưng mà em thì em lại cũng khá là mông lung ạ. Và việc bố mẹ em đặt kỳ vọng như thế em cũng nghĩ là em không thể đạt được cái kỳ vọng mà bố mẹ em mong muốn. Em nghĩ là nếu mà cho em được lựa chọn thì em sẽ trở thành một nhà kinh tế theo mong muốn của em. Những ngày này khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp diễn ra cũng là lúc nhiều bậc phụ huynh thúc ép con mình chọn lựa hướng đi tương lai với những kỳ vọng lớn lao. Vậy làm thế nào để cha mẹ biến kỳ vọng thành động lực giúp con cái phát triển và đồng hành cùng con trên chặng đường làm người? Đó chắc chắn không phải là câu trả lời đơn giản. Những gợi ý sau của nhà báo Hoàng Anh Tú, người vốn được thế hệ 8X, 9X quen thuộc với bút danh Anh Chánh Văn, có thể phần nào trả lời. Cảm ơn anh Tú đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Tú, lý do vì sao mà các bậc làm cha làm mẹ lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái của mình? Dường như con cái là một cái tài sản của bố mẹ, cho nên rằng là bố mẹ nào cũng muốn đấy là một cái khối tài sản cách xù, càng lúc càng coi như là giàu có hơn nhờ con cái. Bất kể một cái sự kỳ vọng nào cũng đều tạo nên một cái sự áp lực cho các con, cho dù đó là sự kỳ vọng đúng hay sự kỳ vọng sai. Bởi vì tôi vẫn cho rằng là mỗi đứa trẻ, thay vì là chúng ta kỳ vọng nó thì hãy kỳ công với nó thôi. Thay vì là chúng ta cứ muốn nó sẽ phải thế này, nó sẽ phải thế kia, thì hãy lắng nghe những đứa trẻ nhiều hơn. Vậy thì làm thế nào để các bậc bố mẹ có thể định hướng đúng được cái kỳ vọng của mình nhưng bên cạnh đó lại không gây tổn thương cho con, cũng như là vẫn thỏa mãn được cái đam mê cũng như cái sở thích của con mình? Thường là các cha mẹ vẫn áp đặt, vẫn nghĩ rằng là những cái điều này thì là cần thiết, và dẫn đến một cái chuyện rằng là
cho rằng là những cái đam mê của con nó không giúp gì cho con trong tương lai. Ví dụ như là một đứa trẻ mà tự nhiên nó thích vẽ, nó không muốn trở thành bác sĩ, nhưng mà bố mẹ thì cứ bảo là đấy, về sau phải ra làm bác sĩ, ra làm bác sĩ thì mới kiếm được nhiều tiền, và dẫn đến là đứa trẻ sẽ phản kháng. Cái sự tổn thương của mỗi đứa trẻ nó biểu hiện rất là khác nhau. Có đứa thì nó cảm thấy rằng là nó cần phải phản kháng, nó sẽ trở nên là bất cần, hoặc là trở nên rằng là ngỗ nghịch. Có những đứa thì nó sẽ im lặng và mãi mãi nó sẽ bị hằn vệ cái sự tổn thương đấy. Tôi có đọc qua một bài viết của anh chia sẻ trên mạng xã hội là bố mẹ bình thường tại sao lại muốn con phi thường, thì anh qua cái bài viết đó thì anh muốn gửi thông điệp gì đến cho các bậc bố mẹ ạ? Vợ chồng tôi luôn luôn có một cái quan niệm rất là đơn giản, đấy là cái gì mình không làm được thì đừng bắt con phải làm, và nếu như các con làm được thì có nghĩa là đấy là một phần thưởng, và hãy chỉ nghĩ nó là một phần thưởng, nó là một cái phần thêm trong cuộc sống. Cho nên là tôi mới nói rằng là đấy, cha mẹ bình thường thì đừng có coi như là mong là con phi thường. Anh có lời khuyên như thế nào dành cho các bậc cha mẹ khi họ có thể chia sẻ cũng như là có những lời khuyên dành cho con cái của mình lúc con thất bại cũng như lúc con thành công ạ? Khi con thành công thì tôi rất là mong là các bậc cha mẹ hãy phải ghi nhận cái sự ghi nhận là cái nỗ lực của con, đấy là khi các con thành công. Còn khi các con thất bại thì hãy ngồi chia sẻ với con, hãy cùng con nếm trải cái thất bại đó. Bản thân tôi nhiều năm làm chánh văn, tôi đọc được khá nhiều những cái lá thư của các bạn bè gửi về, thì các bạn đều nói rằng là thực sự ra con biết là con sai ở đâu, và con chia sẻ với bố mẹ không phải là để mà bố mẹ chỉ tiếp cho con rằng là con sai ở đâu, bởi vì con biết rồi mà. Nhưng cái mà con muốn là một cái vòng tay ôm của bố mẹ, đấy là cho con được cái quyền thất bại, và cho con được một cái niềm vui để con quên đi cái thất bại đấy. Và tôi rất là mong rằng là các bậc phụ huynh có thể rằng là cho con mình được quyền thất bại, và hãy chia vui với thất bại của con thay vì rằng là chỉ ra những cái sai của con. Vâng, cha mẹ là người định hướng con đường tương lai cho con trẻ, nhưng các con mới là người trực tiếp thực hiện ước mơ đó. Có đôi khi mong muốn của cha mẹ và sở thích của con lại không đi chung đường. Nếu như anh chàng Farhan trong Ba Chàng Ngốc dành cả đời để thực hiện ước mơ của người cha mà quên đi khát vọng của riêng mình, thì có không ít người đã dám sống với ước mơ, lựa chọn và khẳng định chính mình. Kính mời quý vị cùng dõi theo câu chuyện đầy cảm hứng của cô gái nhỏ Hà Linh ngay sau đây. Theo học ngành công tác xã hội là nguyện vọng của Hà Linh khi còn học cấp 3. Nhưng để có thể chạm tới ước mơ, Hà Linh đã phải mất một khoảng thời gian dài để thuyết phục cả ba và mẹ. Ban đầu thì em cũng chỉ ước mơ là được vào một cái môi trường học thật là năng động. Nhưng mà ban đầu thì bố em thì hướng em vào cái ngành toán tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm. Nhưng mà em thì em thấy là nó toán thì nó hơi cứng nhắc một chút và em thì không thích điều đấy. Em có hơi buồn một chút, cũng hơi stress, tại vì là kiểu bố cứ nói là phải theo truyền thống gia đình để học cái ngành sư phạm để ra làm giáo viên. Thì em đã cố gắng học, tức là lúc đấy là cố gắng học để thi thật tốt, có cái kết quả thật tốt trước để gạt qua cái việc là chọn ngành nào. Sau đó thì em cũng song song đó là em cũng tìm hiểu đến ngành công tác xã hội và em cảm thấy là nó phù hợp với mình. Thế nên là em đã lựa chọn và thay đổi cái nguyện vọng khi mà biết được điểm của mình. Thực sự thì lúc đó bản thân cả bố mẹ đều không hiểu lắm về cái ngành công tác xã hội, bởi vì là cũng có những người chia sẻ là công tác xã hội về sau sẽ đi theo một cái mảng kiểu như chính trị ấy. Thế thì mình cũng không hiểu và mình cũng sợ là con gái mình nó không theo được. Em cũng nói với bố là trường đại học sư phạm có cái bằng kép và em sẽ vào học ngành công tác xã hội, sau đó thì có thể là sẽ học bằng kép sang toán tiếng Anh. Nhưng mà sau một năm học thì em cố gắng để chứng minh cho bố là cái thành tích học tập của em nó tốt và em đạt được cái thành quả mà khiến cho bố thấy là em đã quyết tâm theo cái ngành nghề mà em mong ước.
Những huy chương, giấy khen của Hà Linh trong những năm theo học ngành công tác xã hội được bố mẹ giữ gìn cẩn thận. Đối với cô bạn, đây không chỉ là một quá trình phấn đấu thông thường, mà là sự quyết tâm, nỗ lực để chứng minh niềm đam mê của bản thân với gia đình. Khi con bước vào, con học, thì mình mới thấy là lựa chọn của con là đúng đắn. Bởi vì con nỗ lực thực sự. Nếu mà so với cái lúc bắt đầu con đi cho đến cái lúc mà con học đến giữa năm thứ nhất, thì con đã đạt học bổng rồi. Năm đó thì bạn ấy được nhận một cái học bổng trao đổi sinh viên sang Bỉ. Và thật sự đấy là cái mà mình bất ngờ khi bạn đi theo cái nghề công tác xã hội. Vừa là cái đam mê, nhưng mà đó là một cái nghề giáo dục cho người nhiều cái lòng yêu thương với tất cả mọi người xung quanh. Người ta đi con đường nào cũng đến đích, nhưng cái miễn là con phải đam mê. Và nghề nào thì cũng có những cái vất vả, những cái khó khăn. Thế nhưng mà dù vất vả khó khăn mà con đam mê, con vượt qua thì con sẽ có thành công. Bố dần quên đi việc là em bắt em vào cái ngành toán tiếng Anh. Bây giờ thì bố khá là tự hào về việc là em đã học cái ngành công tác xã hội này. Áp lực cho con hoặc là định hướng cho con thì hay là bắt con phải theo cái điều đó, thực sự là không, sẽ không phát triển được. Mà cái quan trọng là mình cùng đồng hành với con, chỉ cho con những cái điều gì nên hay không nên, để cho con lựa chọn, chọn cái ngành nghề nào mà phù hợp với con này. Rồi nó cũng phải, có lẽ là nó cũng phải theo, đáp ứng được với thời cuộc và cái sức của con có theo được hay không. Đó mới là cái điều quan trọng. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng sự kỳ vọng là cách thúc đẩy con phấn đấu học tập, nhưng kỳ vọng sẽ sinh ra áp lực, khiến con mệt mỏi và đánh mất chính bản thân mình. Thay vào đó, cha mẹ phải là người có cái nhìn bao quát nhất, phát hiện và định hướng ước mơ để cho con thể hiện niềm đam mê. Đó mới chính là cách tạo động lực có hiệu quả nhất.